vật bất hạnh trong phim Hoa ngữ từng bị khán giả chu ẻo chết sớm cho rồi. Bấy lâu nay chúng ta vẫn thường nói rằng nhân vật chính mà hết thì thôi hết phim, chẳng còn phim mà xem. Ấy thế mà có không ít lần khán giả lại hóng lên hóng xuống đến cảnh nhân vật chính của một vài bộ phim sớm quy tiên. Bởi lẽ đôi khi chỉ có những cái chết xảy đến mới tạo ra được bước ngoặt khiến diễn biến câu chuyện trong phim rẽ sang một hướng mới, gay cấn hơn, hấp dẫn hơn. Cũng dĩ nhiên là dù chết rồi, nhân vật chính của chúng ta bằng cách nào đó vẫn có thể hồi sinh. Hãy cùng điểm mặt xem công tử cô nương nào bất hạnh khi bị khán giả mong chết sớm nhé! Thứ nhất, Vũ Văn Nguyệt nhảy hồ băng. Dù được cư dân mạng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thế nhưng Vũ Văn Nguyệt trong Sở Khiếu Truyện năm 2017 thường xuyên bị khán giả chờ đợi mau mau nhảy xuống hồ băng. Có sự buồn cười này là do suốt hơn 40 tập phim, người ta chỉ thấy Sở Kiều sát cánh cùng Yến Tuân, mà không ít lần bơ Vũ Văn công tử nhà ta. Có chăng thỉnh thoảng hai anh chị mới gặp nhau và có những khoảnh khắc vừa ngọt vừa buồn cho thỏa lòng con dân. Theo như nguyên tắc, khi Vũ Văn Nguyệt nhảy hồ băng, Sở Kiều mới nhận ra tình cảm thật sự của mình với cố nhân năm xưa và quay lại hận rồi rời bỏ Yến Tuân. Với các fan của cặp đôi Vũ Văn Nguyệt và Tinh Nhi thì đây là giây phút họ háo hức mong chờ. Những tưởng Nguyệt công tử đã bỏ mạng ở hồ băng thật rồi, thế nhưng sau này chàng ta không những được trùng phùng với Sở Kiều mà còn trở thành vua của Thanh Hải, rồi sau đó rước mỹ nhân về dinh. Tiếc là Sở Kiều truyện lại kết thúc ngay cảnh Vũ Văn Nguyệt nhảy hồ băng, khán giả đành ngậm ngùi chờ diễn biến mới của phim ở phần 2. Thứ hai, Tố Tố nhảy Chu Tiên Đài. Một nhân vật bất hạnh vì bị rủa chết khác phải kể đến là Tố Tố, cũng chính là Bạch Thiển trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Sau khi chuyện tình ngọt ngào của nàng và Dạ Hoa bị Thiên Quân phát hiện, Tố Tố không những bị giam lỏng mà còn bị đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần. Đỉnh điểm là khi nàng bị Tố Cẩm vu oan rồi bị lấy đi đôi mắt để đền cho Tố Cẩm, cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ. Trước những nỗi đau và nỗi kêu oan không ai thấu của Tố Tố, fan chỉ mong sao nhanh đến ngày nàng nhảy xuống Chu Tiên Đài, giải trừ phong ấn rồi quay trở lại thành thượng thần Bạch Thiển nổi tiếng khắp tứ hải bát hoang. Tại thời điểm đó, từ khóa cầu Tố Tố nhảy Chu Tiên Đài đã trở nên vô cùng hot trên tất cả các trang mạng xã hội, cùng hàng loạt ảnh chế Tố Tố livestream nhảy đài cũng được cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ. Đến lúc nàng thật sự nhảy Chu Tiên Đài, fan thậm chí còn ăn mừng vì sắp đến lúc bà cô của tứ hải bát hoang xử đẹp mấy đứa ngày xưa hại chị rồi. Thứ ba, Húc Phượng bị Cẩm Mịch đâm chết. Cùng cảnh ngộ với hai tiền bối ở trên, Húc Phượng của Hương Mật Tựa Khói Xương, bộ phim đang được quan tâm không kém gì Diên Hy Công Lược hay Như Ý Chuyện, cũng bị cư dân mạng hóng ngày chết dưới tay Cẩm Mịch. Đây là trường đoạn bắt đầu cho chuỗi ngày ngược tâm thê thảm của cặp đôi, nhưng cũng là lúc Cẩm Mịch có thể nôn ra tuyệt tình đan và nhận ra tình cảm thật với Húc Phượng. Ngược luyến là điều không thể tránh khỏi, nhưng chỉ khi Húc Phượng sớm chết thì các phân cảnh ngược luyến mới có thể mau tới rồi cũng mau qua. Chỉ cần cố gắng chịu đựng những tập phim ngược tâm một chút thì kiểu gì fan cũng sẽ chờ đến ngày hai anh chị ngọt ngào trở lại, âu cũng là khổ tận cam lai. Hương Mật Tựa Khói Xương vẫn đang được tiếp tục phát sóng hàng ngày vào lúc 19:30 trên đài Giang Tô.